người đàn ông tấn công người thân rồi tự tử. Cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước mật phục bắt đoàn xe chở quá tải. Tiêm filler trong khách sạn đã bị biến chứng, con bị mất tài sản. Nữ giáo viên đánh liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi ở Hà Nội Như Nguyễn và Bích Hồng rất hân hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc của bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Kính thưa quý vị, ở Sóc Trăng có một cô gái đã khởi nghiệp từ sản vật quê hương với ý chí vươn lên làm giàu, dám nghĩ dám làm, cô gái ấy đã trở thành đại gia ở địa phương này. Phần cuối chương trình kính mời quý vị cùng về thành phố Sóc Trăng để gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp của chị Phạm Thị Mới. Còn bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục tin nóng. Thưa quý vị khán giả, mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những hình ảnh đầy xúc động về một lễ khai giảng năm học 2023-2024 đặc biệt đã diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 9 tại bệnh viện ung bướu cơ sở 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với các học sinh là bệnh nhi ung thư. Lễ khai giảng diễn ra trong khu khổ lễ Khánh thành phòng sinh hoạt dành cho bệnh nhi ung thư, một không gian rộng, thoáng với gần 800 đầu sách nhiều chủ đề, tivi, các trò chơi kỹ năng và trí tuệ. Đây cũng là nơi sự diễn ra lớp học cho bệnh nhi ung thư do cô Đinh Thị Kim Phấn, người đã gắn bó lâu năm với lớp học và các cùng sự giảng dạy. Qua hành trình 15 năm, đã có gần 1.500 em tham gia lớp học. Từ các môn cơ bản ban đầu như tiếng Việt và toán, lớp học giờ đã có thêm môn tiếng Anh, tiếng Nhật. Riêng môn hội họa, các cô giáo ngoài việc đến giảng dạy còn kèm riêng cho một số em có năng khiếu. Phát biểu tại lễ khánh thành, tiến sĩ bác sĩ Đặng Quy Quốc Thịnh. Phó giám đốc bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 chia sẻ sự xúc động khi nhìn thấy không gian sinh hoạt được hiện thực quá nhờ sự đóng góp chung tay của mạnh thường quân và cán bộ y tế tại bệnh viện. Được biết, không gian sinh hoạt được gia đình anh Trần Đinh Việt Hưng ở thành phố Thủ Đức tài trợ do mong muốn làm những điều ý nghĩa cho các bệnh nhi ung thư. Những ngày qua, trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện tuyến cuối có chuyên khoa mắt liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám bệnh đau mắt đỏ, trong đó phần đông là học sinh. Đây là căn bệnh dễ lây cho người khác, có nguy cơ lây lan thành dịch. Thì mới đây, tại Hà Giang và Điện Biên cũng liên tiếp ghi nhận các ca mắc bệnh bạch hầu. Đáng chú ý, đã có ca tử vong. Dịch quay lại khiến cho nhiều người dân, nhất là các bậc phụ huynh lo ngại, bởi bạch hầu cũng là loại bệnh lây lan nhanh. Mới đây, tỉnh Hà Giang đã ghi nhận hơn 30 ca mắc bạch hầu, đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Đây là trường hợp đầu tiên mắc bệnh bạch hầu và tử vong tại tỉnh này trong gần 20 năm qua. Bệnh nhân tử vong là VMJ, 15 tuổi, dân tộc Mông, ở Mèo Vạc. Thời nhân gần đây, V không đi khỏi địa phương, cũng không tiếp xúc với người mắc bệnh. Trong gia đình không ai mắc bệnh tương tự. Ngay sau khi ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu, Bệnh viện Đa Khoa, huyện Mèo Giạc đã tiến hành xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, qua đó điều trị cho hơn 30 bệnh nhân nghi mắc bệnh bạch hầu, thành lập khu điều trị, cách ly ngày khoai truyền nhiễm các chuyên gia viện vệ sinh dịch tễ trung ương bệnh viện nhi trung ương đã đến hỗ trợ phòng dịch đặc biệt là điều trị các ca bệnh nặng trước đó từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5 tỉnh điện biên ghi nhận hai trường hợp mắc bệnh bạch hầu có một ca tử vong tại xã pui nhi huyện điện biên đông hai ca mắc trong đợt dịch này yếu tố dịch tễ không rõ ràng được biết bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp có thể lây lan nhanh chóng để phòng tránh bệnh cần chú ý khử khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh sạch sẽ. Quan trọng nhất là phải tiêm chủng vaccine phòng bệnh đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ấn định lịch xét xử bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và các đồng phạm cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Quá trình điều tra vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã khai gì về nguồn thông tin phát ngôn trên livestream? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín danh dự 10 cá nhân, gồm ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Quanh, tức ca sĩ Vi Quanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Đức Hiển, vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên ca sĩ Thủy Thiên và ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Dinh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dào và bà Trương Việt Hà, bà Nguyễn Phương Hàng Khai, những thông tin mà bà phát ngôn trên livestream và đăng tải trên Facebook về 10 cá nhân này là do đọc trên mạng, đọc báo và nằm mơ chưa được kiểm chứng nhưng không phải do bà tự nghĩ ra. Những ngày vừa qua, gia đình một người phụ nữ cụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng mất ăn mất ngủ vì món tiền vay mượn từ năm 2018. Người này cho biết trước đây đã vay nóng 200 triệu đồng và đã trả nhiều lần lên đến tiền tỷ, nhưng vẫn không thoát khỏi tay các đối tượng đòi nợ. Gia đình chị này liên tiếp bị quấy rối đe dọa, thậm chí còn bị đập phá tài sản. Giữa đêm tối, một người đàn ông đến trước cửa nhà người dân rồi bắt đầu đập phá một số chậu cây. Sau khi đập xong, người này dội quay lưng đi cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng người này đã ngay lập tức quay lại tiếp tục đập phá nhiều chậu cây khác theo nạn nhân vụ việc chị hiện đang là chủ kinh doanh cửa hàng giấy trên đường phú thọ hòa quận tân phú thành phố hồ chí minh thời gian gần đây gia đình chị còn thường xuyên nhận tin nhắn đe dọa cũng theo nạn nhân giữa tháng 8 vừa qua một nhóm người đến cửa hàng giấy của gia đình ép chồng chị ký vào giấy xác nhận đơn hàng khống và giấy đồng ý cho lấy tài sản sau đó lấy đi khoảng 10 tấn vải sợi trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Nên nhân cho biết, vào năm 2018, chị có dây đóng của một tiệm cầm đồ số tiền 200 triệu đồng. Đến nay, gia đình đã trả nhiều lần lên đến tiền tỷ, nhưng vẫn chưa hết. Mới đây họ thông báo tiền nợ đã lên đến 10 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang, đang trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Tân Phú đã lập hồ sơ vụ việc một người đàn ông dùng hung khí tấn công khiến hai người bị thương rồi tự sát trong căn nhà ở con hẻm ở phường Tây Thạnh. Khoảng 13 giờ chiều ngày 6 tháng 9, người dân sống ở con hẻm 23 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nghe thấy tiếng cửa cãi ở ngôi nhà gần đó. Một số người tới nơi phát hiện hai phụ nữ hoảng hốt chạy ra ngoài, trên người có vết thương. Bên trong nhà, một người đàn ông chừng 40 tuổi cầm hung khí cố thủ Nhận được thông tin, công an quận Tân Phú sau đó có mặt ở hiện trường, phối hợp đưa người bị thương đi cấp cứu. Cảnh sát sau đó phá cửa, tiếp cận vào bên trong, phát hiện người đàn ông đã tự tử và tử vong. Một số người dân sống tại khu vực cho biết, người đàn ông này làm nghề giày da, còn hai người phụ nữ bị thương là người thân trong gia đình. Người đàn ông này sống chan hòa với bà con lối xóm, tuy nhiên ông lại có mâu thuẫn với gia đình vợ. Tiếp theo cũng vẫn là tin tức tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 7 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ nam học sinh bị điện giật tử vong trong khu nội trú của trường Trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm. Ông Tưởng Nguyên Sự, hiệu trưởng nhà trường xác nhận thông tin một học sinh lớp 10 bị điện giật tử vong tại khu nội trú của nhà trường vào ngày 5 tháng 9. Gia đình học sinh này ở tỉnh Bình Thuận và em mới nhập học năm học 2023-2024. Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ giáo viên nhà trường đã nhanh chóng đưa học sinh này đến cấp cứu tại bệnh viện Quân dân y miền Đông, thành phố Thủ Đức nhưng không qua khỏi. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường và phối hợp với nhà trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, đây là một sự cố ngoài ý muốn, bởi đầu năm học, nhà trường đã tổ chức kiểm tra các thiết bị máy móc một cách kỹ lưỡng. Hiện học sinh này đã được đưa về quê nhà, đại diện nhà trường cũng đã đến động viên và hỗ trợ gia đình. Từ nguồn tin báo của người dân cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều phương tiện nghi chở hàng quá tải đi từ Tây Ninh qua Bình Phước vào khoảng từ 0 giờ cho đến 4 giờ sáng. Sau khi tiến hành mật phục, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ xử lý hàng loạt xe tải chở hàng quá tải trọng cho phép. Khoảng 2 giờ 40 phút sáng 7 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước phát hiện 7 xe tải có dấu hiệu chở quá tải nên đã tiến hành kiểm tra. Đáng chú ý trong số này có xe tải biển số 70H01711 do Lê Thiết Hữu, 31 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh điều khiển, chở hàng vượt quá trọng tải cho phép gần 103%. Điều khiển xe mà tổng trọng lượng, khối lượng toàn bộ của xe vượt quá tải trọng cho phép của đường 63,41%. Xe tải biển số 70C06548, loại xe 15.000 kg, vượt quá trọng tải 142,96%, vượt quá tải trọng cho phép của đường 88,54%. Xe tải biển số 7BH-03254 loại xe 24.000 kg do Dương Ngọc Phương, 43 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh điều khiển, chở hàng vượt quá tải trọng cho phép 106%, tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của đường 65,6%, Ngoài ra, 4 phương tiện khác cũng vi phạm chở hàng hóa vượt tải trọng ghi nhận từ 30% đến 80%, quá tải trọng cho phép của đường từ 30% đến trên 50%. Vì nghe lời dụ dỗ, hai phụ nữ đi tiêm filler ở một khách sạn tại Tây Ninh, sau đó vừa bị tai biến, vừa bị lột sạch tài sản trên người. Vào tối ngày 6 tháng 9, khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hai nữ bệnh nhân gồm Nguyễn Thị A, 52 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh và Trần Thị H, 56 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, cùng tỉnh Tây Ninh. Cả hai đều bị tai biến sau tiêm chất làm đầy, tiêm filler. Theo lời kể của hai bệnh nhân, vào ngày 5 tháng 9, hai bệnh nhân được một người tự xưng là bác sĩ thẩm mỹ tiêm filler giá rẻ và hẹn đến tiêm filler vùng mũi và má tại một khách sạn ở thành phố Tây Ninh. Sau tiêm filler, hai bệnh nhân bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cả hai phát hiện mất hết tài sản, trang sức trên người. Sau đó, cả hai xuất hiện triệu chứng sưng bầm mũi, hai mắt nên đã đến bệnh viện chợ rẫy cấp cứu. Sau khi hội chẩn, cả hai bệnh nhân được nhập khoa thẩm mỹ, bệnh viện chợ rẫy tiếp tục theo dõi, điều trị. Đây là hiện tượng vừa tiêm filler vừa lừa người dân. Do vậy, bệnh viện chợ rẫy sẽ có báo cáo cho Sở Y tế Tây Ninh để có những hướng xử lý tiếp theo. Thưa quý vị, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip có nội dung một số người tố ekip trực tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, dẫn đến bé trai 2 tuổi tử vong, khiến cho gia đình cháu bé này vô cùng bức xúc. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. Ngày 7 tháng 9, theo thông tin từ Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, đơn vị đang làm báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về trường hợp bé trai 2 tuổi tử vong. Người nhà bệnh nhi cho rằng sau một ngày điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long do sai sót của ekip trực nên mới khiến cháu bé này tử vong. Trong clip cũng xuất hiện hình ảnh lực lượng công an đến hiện trường giữ gìn trật tự và tiến hành điều tra. Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long đã tạm đình chỉ công tác đối với ekip trực liên quan để phục vụ điều tra. Còn tại Hà Nội, theo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, cơ quan này đang phối hợp với lực lượng công an cung cấp điều tra vụ việc bé gái 2 tuổi bị cô giáo bạo hành tại cơ sở giáo dục trên địa bàn. Được biết, công an huyện Quốc Oai đã triệu tập nữ giáo viên lên làm việc. Bước đầu, người này đã thừa nhận hành vi của mình. Theo thông tin ban đầu, bé BN 2 tuổi, trú xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, có dấu hiệu chậm nói, nên từ cuối tháng 2, gia đình gửi cháu học can thiệp tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn xã với chi phí hơn 3 triệu đồng một tháng. Giữa tháng 8 vừa qua, khi đón bé từ lớp về, gia đình phát hiện mặt bé có nhiều vết đỏ sưng và tâm lý hoảng sợ nên đã làm việc với cơ sở giáo dục yêu cầu kiểm tra lại camera. Từ hình ảnh ghi lại, người thân bé BN phát hiện cô giáo NLTT đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt cho bé, dẫn đến những vết sưng đỏ. Bước xuất vì hành vi này, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận đơn, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quốc Quay đã ra quyết định phân công giải quyết tin báo tố giác theo quy định. Quý vị thân mến, thời gian gần đây ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường xảy ra những vụ kẻ gian trộm cắp vặt do tài sản bị mất cấp trị giá không lớn, ví dụ như cây cảnh, thùng rác nên nhiều khổ chủ không trình báo với ngành chức năng. Theo người dân sinh sống tại quận Tân Phú cho biết, họ vô cùng bức xúc vì nạn mất trộm thùng rác. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, nếu bà con không kịp thời phát hiện, thì lại mất thêm một thùng rác nữa. Theo đoạn clip ghi lại, có hai nam thanh niên đi xe máy vào hẻm số 9, đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú và mong men tới thùng rác. Người đàn ông mặc áo và đội nón bảo hiểm của một thương hiệu giao hàng nổi tiếng điều khiển xe máy. Còn người đàn ông đi cùng ngồi phía sau dùng tay giữ thùng rác để kéo đi. Được một vài mét thì người dân trong xóm phát hiện và đuổi theo. Hai người đàn ông phải bỏ lại đồ ăn trộm để thoát thân. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, một vụ cướp giật điện thoại đang lan truyền trên mạng xã hội khiến cho người xem khá sốc khi một người phụ nữ ngồi ngay cửa mà đối tượng còn manh động tiếp cận và táo tận giật phăng chiếc điện thoại. Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc bị kẻ gian cướp giật điện thoại xảy ra trên địa bàn. Clip ghi lại vụ việc ngày 4 tháng 9, người phụ nữ 39 tuổi ngồi trong coi cửa hàng nội thất của gia đình nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân thì hai người đi xe máy dừng ở vỉa hè cách cửa hàng khoảng 15m. Khoảng 10 phút sau, nam thanh niên đi bộ lại vị trí người phụ nữ ngồi, trong khi cô gái vẫn ngồi trên xe máy chờ sẵn. Lợi dụng lúc người phụ nữ không để ý, nam thanh niên xông đến giật điện thoại trên tay rồi nhanh chóng chạy đến xe máy. Cô gái rồ và cả hai tẩu thoát. Nạn nhân chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Vụ cướp giật xảy ra chỉ trong vài giây. Theo nạn nhân, điện thoại trị giá hơn 35 triệu đồng và mua được khoảng một năm. Riêng tại khu vực phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhằm che mắt người dân, một người đàn ông ăn mặc quần áo sạch sẽ, mang giày tay, mắt đeo kính để đi trộm cắp tài sản. Và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh ghi lại. Mời quý vị cùng theo dõi để nâng cao cảnh giác. Thời điểm buổi trưa, một người đàn ông ăn mặc sang trọng, nhìn khá trí thức, đã lẻn vào một căn phòng làm việc, rồi ngang nhiên lấy trộm một chiếc laptop, sau đó tổ thoát nhanh chóng. Cũng tại tỉnh Bình Dương, vì có chiếc sân rộng thuận tiện cho việc tạo không gian sinh hoạt vui chơi, thế nhưng gia chủ có thói quen dựng tạm xe máy ngoài sân rồi vào nhà ngủ trưa, đã mất một lúc hai xe máy. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, hơn 14 giờ chiều ngày 6 tháng 9, một người đàn ông xuất hiện tại khu trọ trên đường Trương Văn Vĩnh, thành phố Chỉ An, tỉnh Bình Dương. Sau một lúc quan sát, người này dùng kim cắt ổ khóa cổng, đi vào bên trong, trộm chiếc xe trị giá hơn 50 triệu đồng. Ngay sau đó, có thêm người khác đi vào và dắt trộm chiếc xe máy còn lại. Thời điểm này, người dân ngủ trưa bên trong nhà nên không ai phát hiện vụ việc. Trước khi rời đi, một đối tượng còn khóa chốt cổng. Người dân đã trình báo vụ việc với cơ quan công an. Thưa quý vị và bà con, nuôi Hoài Bảo khát vọng được lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương của mình. Một cô gái tại tỉnh Sóc Trăng đã tận dụng những lợi thế, những sản vật địa phương để khởi nghiệp. Từ con cá, con ba khía cho đến củ cải, củ hành, chi phạm thì mới đã biến tấu để cho ra đời nhiều sản phẩm chế biến chuyên sâu. Cô gái này từng bước hiện thực hóa giấc mơ của mình bằng những ý tưởng sáng tạo cùng sự quyết tâm, qua đó tìm hướng đi mới cho nông sản quê hương. Để hiểu rõ hơn về cách làm của chị, mời quý vị và bà con cùng nhà nông thông minh tìm hiểu ngay sau đây. Sinh ra và lớn lên tại Sóc Trăng. Từ nhỏ, chị Phạm Thị Mới đã quen với con mắm, cá khô. Với chị, đây là hương vị của ký ức gắn liền với những tháng ngày tuổi thơ khốn khó. Chính tình yêu với những loại mắm truyền thống của quê hương là động lực để cô gái này cho ra đời sản phẩm mang tên của mình. Riêng bản thân tôi là luôn yêu thích những cái gì thuộc về truyền thống và những cái đặc trưng của địa phương cho nên khi khởi nghiệp bắt đầu từ những sản phẩm của địa phương mình đầu tiên đó là cái mắm làm từ ba khía còn gọi là ba khía muối cái đến đó là làm mắm cá sặc nè mắm cá lóc nè rồi mắm cá rô nè rồi mắm cá linh rồi nói chung là tất cả những sản phẩm về mắm cá mà cái nguyên liệu có sẵn ở cái vùng đất sông nước của miền tây vào năm 2018, chị mới bắt đầu khởi nghiệp với những mẻ mắm cá mắm ba khía đầu tiên thông qua hình thức bán online. Nhận được phản ứng tích cực từ thị trường, năm 2019, cô gái này chính thức thành lập cơ sở chế biến nông lâm thủy sản mang tên Cô Mới. Chị Mới cho biết, để cho ra đời những mẻ mắm ngon, cá sau khi được làm sạch sẽ, được ủ với muối. Tùy vào loại cá lớn hay nhỏ, từ 3-6 tháng sau khi ủ là có thể dùng được. Cô gái này vẫn giữ nguyên cách làm mắm của ông cha cũng từ cá tươi, muối, đường và thính đã tạo ra món ăn tinh túy, đậm đà hương vị. À, mắm cá của mình á, là làm từ con cá sống nhưng mà mình ủ chính là nhờ cái lượng muối ban đầu. Thì trong khoảng thời gian là 2 tháng đầu á, khi mà mình ủ con cá là cái nước nó sẽ ra rất là nhiều. Là nước từ trong con cá nó ra. Rồi sau đó mình ép hết nước trong phần con cá ra thì cái thịt đó, nó chính đó là nhà muối cũng giống như là mình muối ra khí vậy cái quy trình mà quan trọng nhất trong cái công đoạn mà mình làm nên cái con mắm ngon là trong cái giai đoạn mình ủ là phải chọn đúng cái thời điểm của nó đặng mà mình trao đường mình trao thính vô rồi ví dụ như là tới đúng ngày đúng tháng rồi mình cũng cũng phải thăm nữa thăm xem là cái con mắm này đã, nó đã đỏ thịt hay chưa bên cạnh sản phẩm mắm cá truyền thống bằng chính đôi tay khéo léo và ốc sáng tạo của mình Chị mới còn mạnh dạng cho ra đời sản phẩm mắm đống lon không chỉ tiện dụng trong quá trình sử dụng mà hơn hết, nâng tầm loại mắm dân giả, đưa sự mặn mòi của mắm truyền thống đi xa. Chưa dừng lại ở đó, chị mới còn tận dụng những sản vật sẵn có đặc trưng của quê hương như củ hành tím, củ cải muối hay tỏi để biến tấu cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo, chất lượng, cung ứng ra thị trường. Trong đó sản phẩm mứt củ hành đã tạo được dấu ấn đặc biệt. Bản thân tôi mong muốn là sẽ làm ra được nhiều cái sản phẩm chế biến hơn nữa tận dụng những cái sản vật của địa phương à, từ rau củ quả để có thể hạn chế được cái tình trạng là người nông dân khi mà được mùa thì lại mất giá nhưng mà được giá thì lại mất mùa thì có những cái cách làm chế biến của mình để mà giữ được sản phẩm lâu hơn như vậy á thì người nông dân người ta cũng yên tâm mình cũng góp được một phần nhỏ công sức vào cái việc giải quyết cái nông sản của địa phương và mang cái đặc sản của địa phương đến tất cả những cái bạn bè của tất cả các tỉnh ở trong và ngoài nước. Chỉ sau 5 năm khởi nghiệp, từ con số 0, hiện chị mới đã sở hữu hàng chục sản phẩm đặc trưng và từng bước xây dựng một chuỗi các đặc sản tỉnh Sóc Trăng mang tính cạnh tranh cao, từ đó mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Với những đóng góp thiết thực, lan tỏa tinh thần dám nghĩ dám làm, vào năm 2022, chị Phạm Thị Mới là một trong 32 gương mặt trẻ tiêu biểu nhân giải thưởng lương đình của đây là giải thưởng thường niên tôn vinh gương thanh niên nông thôn tiêu biểu, duy chiến dương lên làm giàu và đạt thành tích cao trong toàn quốc. Đến đây thì thời lượng dành cho nóng 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chọn theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An mỗi ngày. Và đừng quên bản tin này sẽ quay trở lại vào ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất mới nhất. Còn bây giờ Bích Hồng và Như Nguyễn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.